Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ. Lý do Mr. Đàm từng cạch mặt Quang Lê, Hoài Linh phải đứng ra hòa giải. Vào năm 2015, Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê khiến dư luận đứng ngồi không yên vì màn khẩu chiến qua lại trên mạng xã hội, truyền thông. Chuyện bắt nguồn từ việc tranh giành giọng ca Trọng Nghĩa, người được mệnh danh là bản sao của Đan Nguyên. Cả Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê đều muốn đào tạo, đưa giọng hát của Trọng Nghĩa lên sân khấu chuyên nghiệp chứ không phải hàng rong nữa. Thế nhưng khi Đàm Vĩnh Hưng chưa đến gặp Trọng Nghĩa thì phía Quang Lê đã ngỏ lời trước. Trong khi đó, Mr. Đàm cho rằng mình mới là người phát hiện ra giọng ca này. Hai nam ca sĩ đấu khẩu không chút kiêng dè trên mạng xã hội, đặc biệt Đàm Vĩnh Hưng còn dùng những từ ngữ khá nặng nề khi nói về đàn em, giọng ca xin lỗi tình yêu tuyên bố rất rắn gằn, nhắc cho chú nhớ, một khi anh viết thẳng thừng tên chú ra như thế này nghĩa là anh với chú không còn gì nữa. Đáp lại, Quang Lê khẳng định mình không bao giờ chơi xấu hay có định đâm sau lưng Mr. Đàm. Nam ca sĩ không được cho biết, mình sẽ không để yên nếu đối phương tiếp tục vu khống, bịa đặt về mình. Thời điểm đó, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê sẽ khó mà nhìn mặt nhau được nữa. Sau những gì xảy ra, bẵng đi một thời gian, scandal này chìm xuống. Người ta thậm chí còn thấy hai ca sĩ cùng nhau tham gia một chương trình truyền hình. Họ thừa nhận có hiềm khích trong quá khứ, song cho biết đã giải quyết xong và không còn gì lăn tăn nữa. Nhiều người cho rằng scandal trôi vào quên lãng đơn giản vì Đàm Vĩnh Hưng và Văn Lê đã chán đôi coi trên mặt báo. Tuy nhiên cũng có tin đồn cho biết có người nhúng tay vào mới được như vậy. Nhân vật này không ai khác, chính là Hoài Linh, người mà ai trong showbiz cũng phải nể trọng. Trong một cuộc phỏng vấn khi nhắc chuyện này, Quang Lê cho biết rằng chính anh Bốn đã đứng ra hòa giải cho mình và Đàm Vĩnh Hưng. Thời điểm cả hai xảy ra mâu thuẫn, Hoài Linh đã đứng ra gọi điện cho Quang Lê và Trọng Nghĩa, nói rằng mình sẽ giúp giải quyết thật êm đẹp. Dần dà mối quan hệ của hai nam ca sĩ đã được hóa giải. Ngoài ra, Quang Lê còn từng bật mí rằng Hoài Linh chính là người đứng ra đỡ đầu cho Trọng Nghĩa trước khi bước chân vào showbiz. Trở lại với mối quan hệ của Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng, hiện tại cả hai còn đã hòa giải và quay trở lại mối quan hệ bình thường. Khán giả thỉnh thoảng còn thấy họ đứng chung trên một sân khấu cùng nhau song ca. Năm 2018, Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng còn cùng một ghế huấn luyện viên tại chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.